Và vào cuối ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh đã gặp Chủ tịch Trung Cộng ông Tập Cận Bình tại nhà khách quốc gia Đi Giao Du Tài ở Bắc Kinh. Hai người đã bắt tay nhau và tham dự một cuộc họp với phái đoàn đại diện của Ấn Độ và Trung Quốc. Ấn Độ và Trung Quốc đã có một cuộc chiến tranh biên giới ngắn vào năm 1962 và kể từ đó mối quan hệ đã bị xa lầy trong sự nghi ngờ. Việc Trung Quốc hỗ trợ hạt nhân và tên lửa cho Pakistan cùng với thâm hụt thương mại ngày càng lớn đã làm cho Ấn Độ lo sợ về sự bao vây của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc lo sợ các nhà hoạt động Tây Tạng tạo dựng cơ sở ở Ấn Độ tiếp tục đòi ly khai. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên một vùng đất hơn 90.000 cây số vuông trong khu vực phía đông. Ấn Độ đã phản đối và nói rằng Trung Quốc đã chiếm 38.000 cây số vuông lãnh thổ của mình ở trên cao nguyên Aksai Chin ở phía Tây. Ông Singh đã đến thủ đô Trung Quốc từ ngày hôm qua và dự kiến sẽ rời Trung Quốc vào ngày mai.